Đặc biệt có một cô gái đi thi ở đâu thắng ở đó, mà chẳng những thắng thường, thắng giải nhất không hà. Cổ là người đi thi ẩm nghe giải vàng của Remix tại Việt Nam. Cô là quán quân, tức là giải nhất của cuộc thi Nhân tố bí ẩn, là Vietnamese version của The X Factor bên Mỹ. Cô đi thi có giải cặp đôi hoàn hảo trữ tình, ẩm luôn giải vàng của người ta. Việt Nam bây giờ gọi cô với một cái biệt danh là đi thi là vô địch. Đây là cô gái mới vừa mùa vừa rồi được mời làm huấn luyện viên một cách đầy hãnh diện cho cuộc thi thần tượng Bolero danh giá của cả nước Việt Nam. Cô gái vàng với giọng ca vàng. Đêm hôm qua, anh em của tụi em có show diễn ở sòng bài Tenor Valley ở Bắc Cali. Đây là nữ ca sĩ hiếm hoi lấy được tràng pháo tay của khán giả lúc đang hát ở đoạn dạo nhạc mà cả rạp vỗ tay. Và thanh tùng tin với Chenga đêm nay cũng sẽ làm như vậy, giúp cho em tràng pháo tay thật lớn. Cho đó phần trình diễn của cô gái vàng Giang Hồng Ngọc. Cảm ơn anh Tùng rất nhiều ạ. Cảm ơn những lời vàng của anh dành cho em. Và lời đầu tiên cho phép Giang Hồng Ngọc xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại Bechaga Casino ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe cũng như lời chào thân mến nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và ca khúc sau đây xin được gửi tặng đến quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc được mang tên Mùa Thu Chết.
không không? Xin chào tất cả quý vị ạ. Cảm ơn ban nhà rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào dịp gần nhất. Xin cảm ơn những tình cảm của quý vị rất nhiều ạ. Ngoài đây. Dạ, cho nên phép anh hẹn lần sau ạ. Em cảm ơn rất nhiều. Quý vị biết là ca sĩ ra sân khấu mà bị MC mà giới thiệu kiểu như vậy áp lực lắm, khó hát được lắm. Nhưng quý vị đồng ý là Thanh Tùng quảng cáo không sai về Văn Ngọc phải không quý vị? Hát quá hay không quý vị? Hơn nữa, chàng pháo tay cho giọng ca đầy nội lực Giang Hồng Ngọc. Rất hay luôn. Còn bây giờ thưa quý vị, đây là phần trình diễn tấu hài của hai nghệ sĩ. Nàng xuất thân từ một diễn viên thoại